Chào mọi người, mình là Phạm Phú Dư. Hôm nay thì mình lại có mặt tại thành phố Bà Rịa. Cách đây vài bữa thì mình có quay những miếng đất cũng trên trục đường này. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu thêm cho căn nhà một miếng đất mặt tiền đường này luôn ha. Ngay sát bệnh viện Bà Rịa luôn. Đó, đây bệnh viện Bà Rịa nè mọi người. Thì tại hôm bữa có anh nào nói là phải chi mà đất mặt tiền đường này thì mở tiệm thuốc thì hết bài luôn. Tại ngay bệnh viện nè. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ quay đúng miếng đất mặt tiền đường này luôn. Anh chị cô chú mình nhớ xem hết cái video này ha, tại vì mình quay cho chính chủ để xuất hiện của chủ lên, cho nên anh chị cô chú mình có thể thương lượng cái giá mà tốt nhất. Cho nên là cố gắng xem hết để mà xem đầy đủ vị trí và giấy tờ của miếng đất này. Rồi, cái miếng đất mình thì nằm ở vị trí là xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đây trục đường này là trục đường Võ Văn Kiệt mọi người ha. Trục đường Võ Văn Kiệt, một trong những cái đường mà lớn ở thành phố Bà Rịa. Thì như mình nói thì hôm nay mình sẽ quay một cái miếng đất mặt tiền. Chính xác thì là hai miếng ha, hai miếng nhưng mà hai miếng liền kề. Mỗi miếng có diện tích là 100 m². Thì chủ thì người ta bán luôn hết hai miếng. Cho nên là coi như là miếng đất này là 200 m² ha. Chia làm hai sổ và 100% thổ cư. Thì mọi người thấy là cái đường Võ Văn Kiệt này thì nó quá rộng rồi. Mỗi bên hai làn xe. Rồi cái mỗi bên thì có vỉa hè. Vỉa hè này thì mình nhìn nó phải rộng, phải 8-9 m á. Vỉa hè rất là rộng. Cho nên là đường với vỉa hè thì nó đã quá hình thành rõ ràng rồi, cho nên là không còn thể lấy thêm vô được nữa. Cho nên là đây. Đất mình từ ngay vỉa hè lành vỉa hè này vô tâm thẳng vô ha. Đất mình là có tới 3 mặt tiền mọi người ha. Đây. 3 mặt tiền lận. Một mặt tiền đường Võ Văn Kiệt với lại một mặt tiền đường dân cư nội bộ. Từ cái ranh mà vỉa hè này nè, hay cỏ nó hơi mọc tùm. Đây nè. Dài qua đây 10 m. Còn một lô nữa là sát cái tường này là lô của người ta, tức là hiện tại là tổng bề ngang từ đây qua tới cái tường đó là 15 m, thì cái lô kia là của người ta, còn lô mình là hai lô đây, là từ đây qua đây 10 m. Dài xuống 20 m. Đây. Giờ mình sẽ cho mọi người xem. Nói chung là đất này thì nó quá rõ ràng rồi, cho nên là mình cũng không có quay nhiều đất làm gì. Chủ yếu cho mọi người xem cái ranh giới thôi. Rồi cái những cái tiện ích xung quanh. Mà nói chung tiện ích xung quanh cũng không thiếu rồi, tại vì đây là trung tâm của thành phố Bà Rịa mà. Nói chung là cái đường nội bộ bên bên hông mình cũng có vỉa hè luôn mọi người ha. Rồi đây. Đây là mặt tiền thứ ba. Nó là mặt tiền cho vui thôi, chứ thực sự đây là cái lót hiểm, nhưng mà cũng được 2 m ha, cũng được 2 m. Nhưng mà cái lót hiểm này nè, nằm thẳng ra đấy, mọi người thấy không? Nó có cái đường dân cư lớn nè, để mình đi cho mọi người xem luôn ha. Lót hiểm này 2 m. Một chiếc Kia Morning chạy vẫn vừa ha. Thậm chí Innova mà chạy khéo khéo chạy vẫn được cái đường này. Rộng 2 m. Đây ha. Đâm thẳng ra cái đường đó, cái đường đường lớn luôn nha. Xe hơi chạy ngang qua đó, đâm ra là cái này cũng coi như là mặt tiền đường rồi. Đâm thẳng ra đó là đa cái đường lớn ha. Đây, nãy giờ là mình đang đi ở cái đường nội bộ, cái thế lộn, cái đường thoát hiểm ha. Của miếng đất khu vực này thì người ta xây nhà cũng khá là nhiều rồi. Đây, từ dưới đằng sau nhìn lên ha. Đất này là hướng của nó là hướng đông nam nha mọi người, hướng đông nam. Hướng rất là đẹp luôn, hướng đông nam. Cái đường nội bộ này đi vô khu dân cư nha mọi người. Mọi người thấy là làm vỉa hè hai bên là mọi người biết là đây là đường thông rồi. Đường dân cư rồi. Ở đây thì điện nước rồi này nọ thì khỏi phải nói rồi ha. Nó không khác gì thành phố mà, cho nên là mấy vấn đề đó thì không có phải bàn kinh cãi gì hết. Hướng này nè là đi về hướng hướng biển Long Điền, Long Hải nè. Còn hướng này là đi về trung tâm thành phố Bà Rịa, đi về Vũng Tàu. Ở đây thì cách đó, cách bệnh viện Bà Rịa là mấy trăm mét thôi. Thấy là mình chạy mọi người ra ha, đây chạy một xíu là tới bệnh viện rồi, còn đi chừng 2-3 cây số gì đó là mình tới chợ Bà Rịa, cốt mắc Bà Rịa.
Đất mình thì đi về thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 75 cây số nha mọi người. À, khoảng 75 cây số đi chừng 1 tiếng rưỡi là tới. À, thì mình cũng từ bây giờ cho mọi người xem sổ. Rồi, nha. Trên tay mình đây là hai cái tờ photo sổ. À, thì như mình nói ban đầu là cái miếng đất này có hai sổ ha, mỗi sổ là 100m2. À, thì chủ bán hết hai sổ luôn, không bán lẻ nha mọi người. Đây cái sổ đầu tiên, số thửa số tờ nè, tức là hai sổ liền kề nha, nên số thửa nó cũng liền kề nha luôn, 1167 nè, còn này là 1168. À, địa chỉ là xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. À, mỗi lô đây là 100m2 và 100% thổ cư ha. Đây sơ đồ của hai thửa nè, nó liền kề nha ha. Thể hiện rõ con đường qua bán kiệt trước nè. Đây là con cái đường vào nè, con này đường thoát hiểm nè. Rồi thì mình cũng báo giá luôn ha. Hiện tại là chủ họ đang kêu là 7 tỷ 2 cho hai miếng đất ha. 7 tỷ 2 50 cho hai miếng đất. Giá này là mình còn có thương lượng với lại khách mua không anh? Có nhỏ thôi. Rồi. Thì nói chung là ai thiện chí mình xuống mình xem rồi mình cứ đặt vấn đề thương lượng với chủ, mà được chu vẻ thì thiện chí thì ta vẫn bớt ha. Mua bán phải có lọc lá chứ. Thì hiện tại là sổ chính đang ở nhà mọi người. Cho nên là anh chị của chú mình mua thì là mình công chứng liền luôn, chứ không phải chờ. Mình có đúng 400m thôi. Đó, đất mình đi chạy hướng đó ha, hướng đi về biển Long Hải là đúng 400m. Đem về Bà Rịa ha. Bệnh viện này mình quay mấy lần rồi, nhưng mà nói chung là mình vẫn phải quay cho mọi người. Ai chưa xem thì vẫn quay ha. Bệnh viện rất là lớn, bệnh viện lớn nhất ở thành phố Bà Rịa. Đây là bệnh viện lớn nhất tỉnh luôn ha. Quy mô là hơn 700 giường bệnh, chuẩn quốc tế luôn á. Bây giờ nếu mà đi thẳng nữa là sẽ ra chợ Bà Rịa ha. Đi chừng có 2 cây số nữa thôi. Khu vực này thì dân cư đông đúc rồi. Thì nếu anh chị của chú mình mua mấy đất mặt tiền đường này thì mình nghĩ là có thể kinh doanh liên quan đến thuốc men hay là gì đó. Nói chung là ở đây thì đường trục đường chính thôi, cho nên là mình muốn đầu tư kinh doanh gì đều được hết, bất cứ một cái ngành hàng nào. Trục đường lớn của Bà Rịa Vũng Tàu gần ngay sát bệnh viện luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem cái vị trí của cái miếng đất này trên bản đồ vệ tinh để mà dễ dàng hình dung ha. Đây, cái miếng đất mình là đây ha, vuông vức luôn, hai lô ha, hai lô nhập lại. Thì đây, nhìn trên bản đồ vệ tinh thì mình thấy là mặt tiền đường ha, mặt tiền đường Võ Kiệt rất là rộng nè, đây vỉa hè nè, rồi đây nó còn có hai mặt tiền, nó còn thêm mặt tiền bên hông nè, rồi một cái đường thoát hiểm nè, cũng rộng nè, phía sau nè. Hiện rõ trên bản đồ vệ tinh luôn ha. Thì con đường thoát hiểm này đi thẳng ra luôn là sẽ đụng cái đường nè. Mình cho mọi người xem đường số 40 ha. Đường này đường cũng đi thẳng đi thông ha. Ở đây thì vị trí đẹp ha, đối diện với là cái khu dân cư Lan Anh. Rồi ngay ngã tư giao với đường Nguyễn Văn Cừ thì qua ngã tư này chút xíu là tới đây. Bệnh viện là trường trung cấp y tế Bà Rịa nè. Rồi đây, bệnh viện Bà Rịa ha. Nói chung là sát bên Bà Rịa luôn. Chung là vị trí này rất tiềm năng nha anh chị. Dọc hai bên đường. Thì chung là từ đây thì ngay trung tâm thành phố Bà Rịa rồi. Nhưng mà đi về thành phố Hồ Chí Minh thì cực kỳ dễ luôn. Cách thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ khoảng chừng 70 cây số. Thì ở đây quốc lộ 1 nè. Quốc lộ 1 thì mình sẽ rẽ vô tới vòng xoay nè, mình rẽ đi thẳng đường quốc lộ 55. Quốc lộ 55 thì mình sẽ có cái đường nó giao cắt với lại cái đường đây, đường Võ Văn Kiệt nè. Nghe công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Thì mình sẽ rẽ vô cái đường Võ Văn Kiệt nè. Là tới đất mình ha. Tức là qua bệnh viện Bà Rịa chút xíu là tới đất mình. Rất là dễ đi. Thì nói chung là về cái vị trí này thì phải nói là cũng không cần phải nói gì nhiều rồi. Anh chị của chú mình có thể tự đến xem đất. Nếu có sử dụng bản đồ Google Maps thì mình cứ gõ ngay bên như Bà Rịa nè, là tới đất luôn. Thì để mình tự khám phá ha. Thì về vị trí thì mình xin phép không nói nhiều thêm nữa. Còn nếu anh chị cô chú mình có thắc mắc gì thì cứ alo trực tiếp cho chủ để mà được giải đáp thắc mắc ha. Thì cái giá thì mình cũng đã báo rồi. Thì anh chị cô chú mình muốn thương lượng gì đó thì có thể là mình liên hệ trực tiếp chính chủ để mình thương lượng được cái giá mà tốt nhất.
Rồi thì mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Còn nếu như anh chị mình có nhu cầu mà muốn quay clip bán đất nhà vườn hay gì đó giống như vậy thì cứ alo cho mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ. Thì số điện thoại mình là 0933230243. Mình xin nhắc lại là 0933230243. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã xem video ha. Chào mọi người.